Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Vlog Christmas ngày thứ 8. Yay! Đến giờ mở bên calendar rồi. Wrapping. Raphael, you wanna open Santa? Come on then. Ba mẹ con sói chích là ăn sáng xong hết rồi, chuẩn bị xong hết đồ rồi và sẽ đi lên công ty của ông nội sói chích bây giờ. Và bây giờ em sói mở event calendar nào. Can you find mommy number 8? Con tìm số 8 đi. Số 8 cơ mà. Số 8. Em chích đang khóc trong phòng. Nhanh. Để ba mẹ con mình còn đi nào. Số 8 ở đâu con? Nhanh khẩn trương. Not number 9. Number 8. Số 8 ở đâu? Giờ này là giờ trích ngủ. Em lên xe là em sẽ ngủ thôi. Con nhìn thấy số 8 không? Số 8 ở đâu nhỉ? Số 7 này, số 6 này. Mẹ xem nào. Mẹ xem mẹ có giúp được cho không nào. Mẹ em phải chuẩn bị đồ rồi. Yeah, that's number 8. Well done. Em sói đã tìm thấy số 8 này. Mẹ em phải chuẩn bị hết đồ đạc rồi là hai anh em sói trích xong xuôi thì mới mở event calendar đây. Come on. What is number 8? Số 8 là cái gì đây nha? Mẹ xem nào. Ui. It's stuck, Rafi. Oh, it's stuck. Yeah. What is this, Rafi? It's a snowman. Con ăn đi. Yum. Đấy là người tuyết. Cái đầu người tuyết. Yep. You have it. Yummy. Ngon không? Yeah. Well done, baby. Nào, bây giờ mẹ cất đi. Vào đưa em ra xe nhá. Hai anh em ra xe đi gặp Papa nhá. Go to Papa. Yeah. Sói nờ. Mẹ hỏi đi đi gặp ông nhá, sói nờ. Cuối cùng thì ba mẹ con em đã đến nơi. Đi hơn một tiếng đồng hồ đấy. Come on. Trời rất là nắng. Yeah. Sói rất thích kiểu đi ở trên cái đường gồ ghề ấy. Mỗi lần xe chạy lên đường gồ ghề là em mẹ nhìn thấy xe của ông rồi. Xe của ông kia. Yeah. Đằng sau chắc là xưởng may. Còn đằng trước này là văn phòng. Nhanh lên con, hurry up. Chị đang đạp chân, đang sung sướng. Đang dãy ta-da-ta-da-ta-da. Đấy, tên hiệu của cái nhãn quần áo này. Black Milk. Can you pull? Rafi, can you keep the door open for mommy? Okay. Please. Come on. Hey, you need to keep the door for mommy. Keep it. Keep it open, please. I'll keep it open, okay? Cửa để nó hơi nặng. Ai. Để mẹ xem ông đâu nào. Ring the bell. Xong việc ở công ty ông rồi. Bây giờ ba mẹ con đang tạt vào Garden City để ăn trưa vì ngoài trời mưa đang rất là to. Mẹ em mua gọi là gì nhỉ? Gỏi. Kiểu ở đây gọi là spring roll ấy, summer roll ấy, là bánh tráng cuốn với thịt và bún. Với lại là mẹ em đang đợi bánh mì nữa. Sao anh đây? Rồi là ba mẹ con mình vào trong phòng thay đồ cho em bé nhở, để thay bỉm cho em chích này, cho em chích tuti, cho anh sói chơi ở chỗ chơi dành cho trẻ con. Ở trong này hôm nay đông kinh khủng luôn. Chắc là mọi người cũng vào đây trú mưa. Cái khu này gọi là khu 8
street. À, da 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 boom boom da 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 boom. Mua gong cha nữa, con nhỉ? Gong cha gong cha gong cha. Are they go to work? Trên track của con đâu? Ok. Ở chỗ Garden City thì em rồi có ăn một cái summer rolls đấy. Xong rồi cắn đến cái đoạn mà có rau bạc hà là thôi em không ăn nữa. Và em nhất định không ăn nữa. Mẹ em bảo mẹ em bỏ ra rồi. Mẹ bỏ rau ra rồi em cũng nhất định không ăn. Em rất là dè chừng, rất là cảnh giác. Về đến nhà thì em buồn ngủ quá rồi. Yeah. Nhưng mà vẫn muốn ăn choco rice. Hỏi mẹ ơi cho con ăn choco rice. Sáng nay ăn cornflakes ăn sáng, bây giờ lại đòi ăn choco rice. Rocky. Daddy drive a car. Who car? No, what? Whose car? Uh-huh. Nhưng mà ba, thế ba đi xe của ai? Hôm nay ở chỗ công ty ông về. Ông đưa ra xe xong sói cứ chữ ông lên xe đi đi về, ông lên xe đi đi về. Con đi đâu đấy? Yeah, that will work. Hôm qua mẹ em dọn dẹp ngoài này cực kỳ sạch sẽ luôn. Quét tước cực kỳ sạch sẽ, xếp gọn hết cả đồ vào. Hôm nay mưa, lá nó lại xuống. Bực mình chưa? Hôm qua mình quét gọn cái đống lá kìa. Đấy, hôm nay lại một đống. Nhà sói trích là hết túi để đựng rác rồi, cái loại túi to ấy. Nên là mình chưa có túi để bỏ lá vào. Hôm nay đi siêu thị lại quên không mua rồi. Trời dầm gì đây, chán chưa? Trông ngoài thật là hoang tàn. Nhìn như kiểu nhà hoang ấy. Cho nó mưa hết đi, mưa đã đi. Rồi lại cọ rửa cái tấm phủ bể bơi này. Raphael, con ơi, con có ra đây con ăn nốt không nào? Mẹ em buồn ngủ quá. Hai anh em sói trích hôm nay ở công ty ông rất là ngoan. Ngồi ở một cái phòng riêng, có một cô ấy trông. Cô ấy là người mẫu của công ty. Em sói ngồi chơi với cô ấy có vẻ kiểu thích thú lắm ý. Cô mang máy tính ra này, cô bật Thomas cho xem này. Cô ngồi vẽ màu này, cô ngồi tô màu với sói này. Xong rồi lúc về sói lại còn nhất lâu kissy, thơm gió. Xong rồi đi qua cái phòng mà toàn các cô làm thiết kế. Các cô ngồi đấy, các cô đang vẽ, các cô đang thiết kế đồ. Ông bảo chứ chào các cô đi, sói cũng biết bye. Xong ông bảo là thế nào, lâu kissy, thơm gió các cô. Sói lại còn chứ ta 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 ta. Lại còn ta 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 ta. Sau khi thơm gió xong lại còn ta da. Với ta 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 mà các cô cứ cười mãi. Em chị cũng ngoan. Còn mình thì là mình phải ngồi vào một cái phòng riêng ấy, để họp với để phỏng vấn mà. Nên là hai em không vào trong phòng đấy với mẹ được. Mẹ em buồn ngủ quá. Tính ra cả tuần nay là mình chạy xe suốt. Từ thứ hai cho đến ngày hôm qua thứ năm thì là không đón ba sói trích. Nhưng mà thứ hai, thứ ba, thứ tư này, thứ năm coi như không phải đón ba sói trích nhá. Thứ sáu hôm nay này, đấy, đi suốt. Ngày nào cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ chạy xe ấy. Hôm nay thì chính xác là hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì là mất hơn 1 tiếng để đi lên công ty của ông nội sói trích. Sau đấy thì lại hơn 1 tiếng về nữa. Hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn mọi ngày là cứ đấy 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng chạy trên đường. Mẹ em buồn ngủ quá mà sáng nào thì cũng dậy sớm. Raphael, Rafi, ngày mai là mùng 9 tháng 12 là sinh nhật anh hàng xóm Loki, anh Locklin của sói trích. Bố mẹ anh ý tối mai có tổ chức làm đồ nướng, mọi người hàng xóm sang ăn uống thôi. Nhà sói cũng sẽ sang đấy, con nhỉ? Mommy, join mommy. What is that? Mẹ em có đặt một cái voucher ở trên cái website ưa thích của Locklin để cho cháu ấy muốn mua cái đồ gì ở trên cái website đấy thì mua. Toàn đồ về xe đạp rồi. Xe đạp và địa hình ấy. Hey Rafi, what is that? Con nói cái gì đấy? Come on, come here. Vèo một cái. Đã đến cuối tuần rồi. Chủ nhật này cả nhà sói trích sẽ sang bên nhà ông bà nội. Để cho trẻ con trang trí đồ Noel này.
À, năm nay thì Noel của cả nhà lại tụ tập ở bên nhà bác James chứ không ở bên nhà ông bà nội. Lẽ ra kế hoạch là mọi người tự làm Noel ở mỗi gia đình, ở nhà riêng mỗi gia đình. Ví dụ nhà xóa trích thì ở nhà xóa trích, còn nhà ông bà nhà ở nhà ông bà, nhà các bác ở nhà các bác. Sau đấy đến ngày hôm sau là ngày 26 là Boxing Day thì cả nhà sẽ đến đến nhà ông bà nội của xóa trích, tức là tụ tập hết đại gia đình sẽ đến nhà ông bà nội để mở quà. Nhưng mà nhà bác James năm nay lại muốn làm ở nhà bác ý, nên lại di chuyển địa điểm, cả nhà lại sang, cả đại gia đình lại sang bên nhà chị cả để làm Noel năm nay. Thì ngày mai sẽ là buổi cả nhà chụp ảnh Noel sớm. Như mọi người biết là hàng năm mà tổ chức Noel ở bên nhà ông bà nội thì mọi người chụp ảnh ở bên đấy. Và nhà mình cũng muốn giữ một cái khung ảnh đấy, cùng ở cái phòng đấy, cùng ở cái ghế đấy và chụp ảnh hàng năm ấy. Nên là ngày mai mình sẽ chụp ảnh cho cả nhà sớm, chụp ảnh Noel cho cả nhà sớm. Năm nay là có thêm em Trích này, và ảnh năm nay có cả gia đình nhà bác James nữa. Yeah. Raphael, em buồn ngủ quá. What is that? Yeah. Yeah. Hello. Oh no 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 no. Tối hôm qua mẹ em cắt tóc cho em ấy, tóc em dài mà. Rafi, can you give mommy a cuddle please? Ấy, đấy, bây giờ cứ đi thổi hết các thứ trong nhà là thế nào nhỉ? Tường này, bàn này, ghế. Vừa meo mama. Yeah. Can mommy have a cuddle please? Con. Rafi meo. Cuddle mẹ được không? Cuddle please, mommy need a cuddle, mommy so tired. Mommy, I need food. Where's my chocolate? Where's your chocolate rice? I know chocolate. The chocolate is gone. Gone black. Where? Gone black. Chocolate rice của con ở trên bàn ấy. Con đừng có giả vờ. Black. Sáng nay con ăn cornflakes rồi. Now you have chocolate rice. Cornflakes. Nhưng mà sáng nay con ăn cornflakes rồi. Còn gì nữa? Chocolate rice. Mm-hmm. Not chocolate rice. Not corn black. What? Not corn black. But you have cornflakes this morning. Oh, nào, 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 đứng dậy. Đu lên chân mẹ, thế mẹ gãy chân đấy. You need some water? What do you need? I need juice. Juicy, juicy? No, water. Do you want water? No, I need water. Okay. Đây nước của con đây. Oh, em mang chocolate rice của em ra ngoài kia để em ngồi xem tivi đấy. Em đang xem chương trình à? Play school. There you go. What do you need to say? Hey, cầm chai nước mà vội vội vàng vàng không nói gì với mẹ à? What do you need to say? Hôm nay, you're welcome. Hôm nay em đi đôi giày trắng của em nhá. Ông nội cũng đi đôi giày trắng vì hôm nay ông nội có tiệc Noel sớm ở công ty. Thế là đến công ty mọi người cứ bảo hai ông cháu đi giày giống nhau, hai ông cháu đi giày đôi. Lần nào cũng thế. Mình cứ nói là ra nằm nghỉ một lúc, tranh thủ ngủ một lúc, nhưng mà cuối cùng rồi có ngủ nghỉ được gì đâu. Tắt máy vlog đi một cái, mình ngồi uống trà xong thì lại gọi FaceTime cho mẹ mình ở Việt Nam. Nói chuyện với mẹ mình được một lúc thì em Trích ọ ẹ, em Trích dậy. Thế là mình lại vào trong phòng FaceTime để bà ngoại nói chuyện với em Trích này. Ea nói chuyện với bà xong, Trích buồn ngủ tại vì em đang dở giấc ấy. Mấy ngày hôm nay cũng đi suốt nên là em không có cái giấc ngủ sâu của em ấy. Mình cho em tu ti một xíu xíu, em lại quay trở về cũ em mới ngủ. Em ngủ thì mẹ em lại ra ngoài này chơi với anh sói. Hai mẹ con chơi với nhau. Mình cũng quên, mình không để ý cầm máy để vlog. Vlog chit chat với mọi người. Cảm giác hôm nay kiểu mệt, kiểu không có năng lượng để làm cái gì cả ấy. Bà Sở Trích gọi điện, bà Sở Trích nói là bà Sở Trích đang đợi ông nội vì ông nội hôm nay có cái tiệc Noel sớm ở công ty. Nên là ông sẽ uống rượu ấy.
thì ông không lái xe được, ba Sáu Trích sẽ lái xe đưa ông về. Ông có tiệc ở trung tâm thành phố nên là sau khi xong việc ở công ty thì ông sẽ đến trung tâm thành phố gửi xe, rồi đến công ty ba Sáu Trích đưa chìa khóa xe cho ba Sáu Trích. Và khi nào ông xong thì ông sẽ nhắn tin cho ba Sáu Trích để ba Sáu Trích đi đón ông, rồi hai bố con cùng về. Tối nay mẹ em buồn ngủ quá. Tối nay em sói sẽ ăn gì nhở? Trong nồi vẫn còn cơm, thịt băm rang tối hôm qua mình rang còn khá nhiều. Tối hôm qua không ai ăn tối cả sao ấy. Hôm qua có mỗi sói ăn tối thôi. Mình ăn cái gì nhở? Tối hôm qua mình không nhớ mình ăn gì. À tối hôm qua mình ăn gà. Mình ăn gà nướng. Sói ăn khá là nhiều choco rice từ lúc về nhà đấy. Ăn xong em lại hỏi cornflakes nữa. Và mình lại lấy cornflakes cho em ăn. Em chơi suốt, hai mẹ con đuổi nhau quanh nhà. Nên bây giờ mẹ em lại càng mệt. Đến giờ này là giờ chuẩn bị em Trích sẽ dậy, mình đưa em Trích đi tắm. Sau đấy là đến sói tắm và chuẩn bị đồ ăn tối cho sói. Ba sói Trích hôm nay cũng có tiệc Noel sớm với mọi người ở công ty. Nên là ba em sẽ ăn luôn cùng với mọi người ở công ty luôn. Mình thì hôm nay ở Garden City mình ăn một cái bánh mì nướng kẹp thịt Việt Nam này. Ngoài ra mình cũng mua một cái hộp mà chan canh nóng, rồi là chọn các loại rau, các loại mì. Như hôm trước mình đi, mình có vlog chia sẻ với mọi người ý. Ở cái gian hàng đấy tên là Manlatang. Nếu mà mình nhớ không nhầm. Nên là bây giờ mình no lắm. Uống hai cốc Gong Cha liền và đều là hai cốc cỡ lớn. Bây giờ chỉ muốn nằm thở thôi. Hôm nay có lẽ là mọi người sẽ không nhìn thấy em Trích nhiều rồi, vì là mẹ em sẽ dừng luôn vlog ở đây đây. Chứ mẹ em mà dừng vlog muộn ấy, hay là đợi em Trích dậy rồi là tắm cho em ý và vlog em Trích chia sẻ với mọi người, thì mình sẽ phải ngồi rất là muộn buổi tối để dựng vlog ấy. Có một bạn để lại comment ở trên vlog Christmas ngày thứ 6 của nhà Sói Trích. Chia sẻ với mẹ Sói Trích là cái thời điểm tốt nhất để đắp mặt nạ cho da mặt ấy là vào lúc 9 giờ tối cho đến 11 giờ tối. 21 giờ cho đến 23 giờ là 9 giờ tối đến 11 giờ tối đúng không? Thế nhưng mà cái giờ đấy á, mẹ Sói Trích là lên giường đi ngủ rồi. Để lấy sức chiến đấu ngày hôm sau, chứ mình không có thời gian kiểu thức lâu được như thế để làm những cái khác đâu. Chỉ đến cái giờ hai anh em Sói Trích ngủ rồi là mẹ em cũng nhanh nhanh chóng chóng hoàn thiện vlog và lên giường đi ngủ thôi. Thế nên là mình phải tranh thủ buổi sáng sớm. Buổi sáng sớm dậy tràn đầy năng lượng, đắp mặt cho nó sảng khoái. Raffi, để mẹ em gọi Sói ra đây xem nào. Em Sói có muốn chích chắc gì với mọi người không? Raphael, Raffi, can you come here a minute, please? But I need you. Please help, mommy. Help, please. Come on. Em bảo là em đang bị stuck ở đấy, em đang bị vướng ở đấy, em không ra được. Vướng cái gì, làm gì có cái gì đấy ở ngoài đấy mà vướng. À hôm nay mẹ em đã dạy em là biết kéo quần xuống như thế nào, kéo áo lên như thế nào để tự đi vệ sinh. Em biết hỏi mẹ để đi vệ sinh rồi, em biết hỏi mọi người để đi vệ sinh rồi. Thế nhưng bây giờ phải hướng dẫn em là em biết tự kéo quần xuống để đi vệ sinh ấy. Con gái thì kéo quần xuống rồi ngồi xuống cái bồn vệ sinh được, nhưng mà con trai thì hơi lòng ngoằng hơn một tí. Raffi, Raphael, please. Can you come here for a minute? Mommy need help. Con ra đây giúp mẹ một tí nào. Come on. I need your help, please. Mommy get hurt. Raffi, please. Mẹ gọi Sói như là bà gọi Tích Chu á. Gọi mãi không thấy Tích Chu đâu. Raffi,
Tích Chu ơi, Tích Chu không ra đây là mẹ biến thành con chim mẹ bay đi này. Ok, mommy gonna go now. I'll fly away now, bye. Bye. Bye Rafi. Bây giờ là em sói phải nghe tiếng cửa kiểu lạch cạch á, thì mới gọi là chợt nhận ra là tôi chưa, mẹ đi đâu rồi, mẹ đi đâu rồi. Ok, bye Rafi. Mommy going now. Can you help mommy, please? Mommy get her. Can you, mommy, have a cuddle, please? Rafi, can you say, I'm a big boy. I'm a big boy. A pee-pee in the toilet. I'm a pee-pee in the toilet. I'm awesome. I'm awesome. I'm a good boy. I'm a good boy. I'm strong. I'm strong. I'm smart. Okay. I'm smart. I'll see you tomorrow. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mình nha. Chào mọi người nha. Chào mình nha. Rafi. Đấy, mẹ em sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích này. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho kênh của nhà sói Trích nhá. Nhà sói Trích sẽ lại tiếp tục hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng từ Việt Nam. Bye. Who's a clamster? Open number one. Ai là clamster? Oh, em sợ hỏi là em sợ muốn mở advent calendar. Em muốn open it. Open what? Tại vì là mở advent calendar là em được ăn chô cô la mà. Rafi. Should we FaceTime Nana again? Yeah. Yeah, do you wanna talk to Nana? Yeah. Or do you wanna live stream on Facebook? Hay là hai mẹ con mình live stream đi. Lâu lắm rồi không live stream. Nana. Okay, can you say bye bye please? Bye bye. See ya tomorrow. Cucu ca ca bum. Say see ya tomorrow. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha. Bye.